Xin chào đại gia đình, xin chào cả nhà ha. Em quá chuyên gia bán đồ gia dụng là Đệ Nhật. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay em xin phép giới thiệu con em CD Pioneer BD5010, ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin ha, nắp bọng là ok ha, đẹp. Này như nặng 5,4 kg á, con này nặng 5,4 kg, 5,6 kg vậy mới quay lại cái em quên nữa. Đây bay đây 5010 này, cái CD không mà nó nặng, ôi nó nặng, mà âm thanh nó nghe thấy ôi quá chừng là hay luôn. Rồi, ủa em đo chưa ta, chưa đo quá biết rồi. Bài ngang của em này là 42 ha, chiều ra của nó là 31 ha, chiều cao nó là 0.7 nha. Rồi, nguồn ok ha, nè tắt ha nắp đĩa ha, thử một cái đĩa CD ha, lâu lâu được không ai trong máy nó lộn cái đĩa này. Rồi, nó nhận 10 bài này ha, em chỉ hát nhanh thôi, tại hát nó hát là nó đụng bản quyền nhau hết, là nó không cho em hát nha. À, cái này mắt nó hơi dơ rồi. Qua bảng thấy nó nhanh lắm rồi, khoảng 2 nè. Tại vì quà tấu thì được ha, một số cái trường hợp là nó hát nghe tiếng là bị anh YouTube với anh TikTok anh không cho đăng nha, quý khách cũng thông cảm cho mày em. Hát hò bình thường thôi. Mời bài nè, lay nè, này dài à, quý khách chùi rửa mắt lại, nó hơi yếu hay là nó dơ bụi bụi vậy đó. Nói chung là cũng chuẩn nha, quý khách cũng 70-80% ha. Ok ha, quý khách cô chú anh chị em nào mà thật sự đam mê dòng nhạc CD thì liên hệ và ủng hộ em qua các trang như Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt. Em quên báo giá nữa, bạn này bán 500.000 chưa bao gồm phí ship ha. Rồi em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.